Ông gì ơi? Ông gì ơi? Ông gì ơi? Đâu? Sáng nay mới đi thôi. Sáng nay mới đi á? Nhà hết gạo ăn rồi. Nhà hết gạo ăn á? Vâng, đi làm thì ăn thôi. Đi đi làm người ta cho gạo à hay là cho tiền? Cho thóc thôi. Cho thóc à? Vâng. Xin chào các bác. Xin mến chào quý cô bác anh chị lại tiếp tục quay trở lại với nội dung tiếp theo trên kênh Minh Khương TV. Các bác thân mến, hiện tại thì cháu đang có một chuyến đi làm về và đi về nhà ấy cô bác, cháu có ghé qua đây thì là muốn đi xuống thăm ông dì một chút cô bác ạ. Ngày hôm nay lên thì trong quá trình di chuyển lên thì quần áo của cháu cũng bị không có mang theo nhiều ấy. Hôm nay cháu mặc bộ đồ này thì chắc rằng là hơi mất quan điểm một chút cô bác nhé. Mong các bác xem được cái video này thì các bác thông cảm cho cháu Khương ạ. Và hiện tại thì cháu đang có mặt tại nhà ông dì rồi cô bác ạ. Phía đằng bên này thì là cái ngôi nhà mà hiện tại hôm trước thì cháu cũng có đi vắng ở trên kia thì cháu cũng có cho ông một chút tiền và thuê người làm cái ngôi nhà kho. Không biết là hiện tại ngôi nhà đã làm xong chưa cô bác. Theo như cháu đang nhìn thấy thì cái ngôi nhà và hiện tại thì đang lợp bằng lợp mái rồi. Thì bên kia thì hình như là vẫn chưa có lợp hết cô bác. Bây giờ thì xin mời quý ông bà cô chú anh chị sẽ đồng hành cùng cháu để đi vào thăm nhà ông cô bác nha. Đấy, ở phía đằng này thì đợt trước thì cháu cũng có thả cá rồi nhưng mà cháu với cả Quyền ấy thả cá ở đây khá là nhiều rồi. Nghe bảo là hình như là cá là không hợp lắm, nó bị chết khá là nhiều quá, rất là buồn. Đấy, hai anh em thì cũng đầu tư một thời gian thả xem là cho ông kinh tế ở đây xem có ổn định không. Đấy là đang thử nghiệm thôi. Nếu như mà sang năm mà ok hơn thì chúng cháu sẽ phát triển thêm hơn để thứ nhất là cho ông có cái nguồn thu nhập tại gia đình cô bác ạ. Hôm nay cháu lên thì chắc rằng là cháu không có đeo mic nên là nói chuyện các bác hơi nghe thấy tiếng ồn nhiều ấy. Với lại cái tiếng âm thanh của cháu hơi bé nên là các bác thông cảm nhé. Đây cô bác ạ, đây là cái cung đường mà di chuyển đi nhà ông này. Xung quanh này thì cũng rào để thứ nhất là tránh cho con lợn đi ra ngoài để phá ruộng của ông ấy. Đây, cháu thả ở bên kia với lại cả ao bên này nữa. À, bên này thì hôm nào cháu có thời gian hơn nữa thì cháu sẽ xuống đây để cùng ông dì là phát quanh cái chỗ bờ ao. Thứ nhất là tránh không có rắn rết các thứ vào trong ao ấy các bác. Sợ nhất là đi phá hết ao đâu. Đấy, bây giờ thả cỏ vào là ăn cỏ rất là ác rồi. Đấy, đây này các bác này, cái ngôi nhà mà hiện tại cháu với cả ông là tính là làm cái kho. Đấy, bây giờ lấy theo cái form cũ của ngày nhà ngày trước ấy thì là mình nếu như mà mình làm mà không có để nhiều cột đấy thì là không lắp ghép được. Đấy, những cái cây đòn mà để giằng nhau ấy thì là ngày trước nó đã có sẵn như vậy rồi nên là cháu với cả ông dì là không có cách nào và vẫn phải trồng thêm nhiều cột vào. Đấy, bây giờ cột thì vẫn làm xong hết rồi. Đấy, phía đằng trên này thì là cũng đã lợp xong mái rồi các bác, tận dụng những cái tấm lợp cũ của ngày trước nhà cũ ấy, là nhà cái nền nhà cũ là ở chỗ này này cô bác này, ở cái chỗ này này tháo rời ra, bây giờ làm được cái nhà cho ông ở cố định rồi và tận dụng cái cột làm cái kho đựng các đồ các thứ để cho ngôi nhà được sạch sẽ hơn đấy các bác. Đợt trước thì cháu với cả ông cũng nói rồi và tất cả mọi người cũng rất là góp rất là nhiều ý kiến. Tuy rằng thì chưa có chỗ đựng đồ các thứ nên là để ra sân nhà đằng trước hơi bừa bộn một chút, bây giờ thì vẫn còn rất là bừa bộn đấy các bác. Tại vì là ông là một mình làm thì tất nhiên là thời gian thì nó sẽ bị chậm hơn. Nếu mà đông người làm thì sẽ nhanh thôi nhưng mà bây giờ hiện tại ấy, một mình ông sống ở đây, em Quyết thì là đi học rồi. Đấy, em Quyết là tiếp tục là đi học nên là cái quá trình là nhà thì ông với lại cả Quyết ấy sống cái môi trường trước đây đến giờ rồi. Để mà ngày 1, ngày 2 mà thay đổi cuộc sống của hai ông cháu thì cũng phải có thời gian cô bác ạ. Đó, nên là ngôi nhà thì vẫn chưa có được gọn gàng lắm. Đấy, phía đằng này thì hiện tại cái cột nhà thì rất là dày luôn đấy. Phía đường trên này thì nếu như mà không làm nhanh thì tới nữa cháu với cả ông là sẽ thu lúa về các thứ và có chỗ đựng rơm. Nếu mà có sau này nếu như mà có được các bác nào mà tài trợ đến cho ông dì một con trâu thì là còn có rơm và lấn cỏ để cho con trâu có cái ăn đấy các bác. Đây, con chó đấy, bây giờ lớn phết rồi đấy.
rất là đáng yêu luôn. Cái máy đằng trước này thì lập xong rồi, còn đằng trong kia, đằng trong kia là không biết là thiếu pro hay là cũng chưa lập xong ấy. Thì hôm nào cháu sẽ cùng ông để lập. Ngày hôm nay lên thì thứ nhất là muốn lên đây để thăm ông, cũng như là để ra đây để nói chuyện với ông ấy các bác. Xin mời các bác ra vào cái ngôi nhà của hai ông cháu đấy. Trong thời gian đang làm đây thì hơi bồ bột một chút thì mong các bác thông cảm nhé. Nhưng cái chỗ này cũng chưa được gọn đâu. Để làm xong cái này sẽ cháu Khưa với cả ông sẽ mang những cái đồ đạc cái này để mang lên trên nhà trên kia để cho nó gọn, không bị ảnh hưởng đến cái ngôi nhà đằng trước này. Và có cái sân rất là rộng luôn đó. Ông gì ơi không có ông ở nhà mất rồi. Đợt trước thì cháu cũng có cầm một chìa khóa của ông, nhưng mà chìa khóa bây giờ là cháu không có mang theo vì cháu đi sang bên kia về nên là cháu không có cầm theo các bác ạ. Ông là không biết là đi đâu rồi, cửa khóa rất là chặt, chắc rằng là ông lại lên rừng hoặc là đi đâu đó làm cái công việc gì rồi, bởi vì cái ngôi nhà bây giờ khóa rất là chặt. Em Quyết thì là không có ở nhà đi học, nếu như ngày cuối tuần thì em Quyết đi về thì chắc chắn là Quyết sẽ ở nhà và ông đi đâu thì Quyết hay ở nhà ấy. Đến bây giờ cháu sẽ gọi cho ông xem là ông có ở nhà không, hay là đi chắc là lên trên rừng rồi. Cuộc sống của ông thì mưu sinh ở trong rừng ấy, ngày nào cũng đi lên trên rừng nhiều thôi. Nên gọi xong gì xem quá. Đợt vừa rồi thì cho ông ít tiền để mua cái điện thoại thì bây giờ có cái chỗ liên lạc này. Thường trường trước là không có điện thoại liên lạc, hai ông cháu cũng đi tìm nhau cũng khá là mệt đấy. Không gọi được rồi. À đâu, có chuông rồi. Ông gì à? Vâng. Ông đang ở đâu ấy? À, đang làm thuê. Ông đi làm thuê á? Vâng. Đi làm thuê ở đâu ấy? Làm thuê ở dưới Khuôn Lùng. Dưới Khuôn Lùng á? Xa thế? Sao đi xa thế? Đó chỗ gần không có. Đi làm thuê cái gì, công việc gì ở đấy? À, đi giúp họ, đi gặt lúa cho họ. Đi gặt lúa á? Vâng. À cháu đang ở nhà. Đi mấy ngày rồi? Vâng. Đâu? Sáng nay mới đi thôi. Sáng nay mới đi á? Nhà hết gạo ăn rồi. Nhà hết gạo ăn á? Vâng, đi làm thì kiếm ăn thôi. Đi làm người ta cho gạo à hay là cho tiền? Cho thóc thôi. Cho thóc à? Vâng. À. Đi bao giờ về đây? Chắc là gần tối đấy. Tối mới về á? Vâng. Sáng đi tối về à? Vâng. À, thế con lợn các thứ đã cho ăn chưa mà ông đi làm rồi? Cho rồi. Cho mẹ cho mới về. À, vâng. Cháu đang đến đây để thăm ông ấy nhưng mà không có ông ở nhà, cháu gọi cho ông ấy xem là ông đi đâu ấy. À, đi ra giúp họ làm thuê thì nó gặp núi thì nó lấy thóc cho. À, đi giúp họ sẽ lấy thóc cho đúng không? Vâng. Hết gạo ăn rồi ấy à? Vâng, hết gạo ăn rồi. Thế mai hoặc ngày kia cháu xuống cháu mua cho ông một ít nha. Thế hôm nay đi làm thì tối về trong nhà chứ, tối lại về nhà chứ? Vâng. Ok. Vâng, thế ông cứ làm đi. Vâng. À. Thế thì xem cháu đang muốn vào nhà nhưng mà không có chìa khóa thôi thì chắc là cháu hôm nào cháu ra sau thôi. Hôm nay lên thì muốn nói giá. Có vào nhà ông nữa đây, nếu chìa khóa được. Xem cái bộ trồng hoa đấy. Ừ, nó có mà chỉ đấy. À, giờ tí cháu tìm nhá. Ừ. Vâng. Sao ông không mang theo đi, sao để chìa khóa ở đây người ta vào nhà lấy đồ mất thì sao? Cho để đấy cho các cháu về uống nước đây. À. Thuốc đây. Vâng. Rồi thế thì ông cứ làm đi nhá. Vâng. Bây giờ về cũng không được. Nó đang làm giữ, đã được về nữa. À. Về luôn thì nếu người ta không giả cúng, à không giả cúng.
Rồi rồi, ok. Thế ông cứ làm đi, không người ta lại không giả công lại phí công ra nhá. Không, không, không phải về đâu, không phải về đâu, để hôm khác ông về cũng được nhá. Vâng. Thế cái chỗ nhà này này, cái nhà này bây giờ không có đủ pro hay như nào mà chưa làm nốt đây? Chưa đủ. Không có đủ pro á? Vâng. Vậy. Không có rồi. Thiếu à? Vâng, vâng, thiếu à. Cứ là chục tấm cho ấy. Gần chục tấm á? Vâng. Rồi, thế thì hôm nào ông về thì cháu sẽ nói chuyện với ông sau nha. Vâng, vâng. Ok, ok. Cháu chào ông nha. Tí tối về rồi. Vâng, vâng. Cháu chào ông nha. Ngày mai hoặc là ngày kia cháu xuống, cháu này nói chuyện với ông sau. Vâng, vâng. Ok. Chào ông nha. Cháu chào nhá. Vâng, vâng, vâng. Cháu chào cháu nha. Dạ. À, ông đi làm thuê rồi các bác ạ. Đi gặt lúa. Đi gặt lúa thuê rồi. Để không có ở nhà của bác. Nghe bảo là nhà hết gạo ăn rồi, ông đi làm thuê để người ta cho thóc về để sát ăn đấy. Ngày hôm nay thì cũng khá là tiếc khi mà đến đây không gặp ông. Thì cũng không biết phải làm nào các bác ạ. Thấy ở đâu đó là còn thiếu hơn mấy tấm pro nữa. Chục tấm, hơn chục tấm gì đấy. Thì đáng ra thì lập nốt rồi. Cái chỗ kia bây giờ còn trong kia các bác này. Cái chỗ trong kia là bây giờ còn thiếu pro để mà lập. Ngày hôm nào thì cháu chắc là tận dụng những cái tấm cũ này để lập xem đến đâu, thiếu đến đâu thì cháu sẽ mua cho ông vài tấm để lập nốt, để làm cái kho ở cho an toàn thôi, chứ bây giờ như này thì ông cũng rất là khó khăn. Tuy rằng thì được các bác có hỗ trợ được cái ngôi nhà rất là đẹp rồi, nhưng mà còn về mặt sinh hoạt cuộc sống hàng ngày của ông còn thiếu thốn lắm các bác ạ. Thiếu ăn rồi là thiếu các đủ thứ. Nhà thì có ở thì an toàn rồi, còn về cái phần kinh tế gia đình còn rất là khó khăn và hạn hẹp. Đấy, cũng mong rằng là các bác sẽ có sự đồng hành của các bác để giúp hai ông cháu có được cái cuộc sống ổn định hơn thôi. Cháu cũng chẳng biết phải nói thế nào cả. Đấy, từ cái ngôi nhà mà ở là không có chỗ ngủ, không có chỗ ngủ luôn ấy, được các bác ủng hộ được cái ngôi nhà thì cháu cũng rất là mừng rồi. Cháu cũng không biết là tiếp tục sẽ làm thế nào để giúp cho hai ông cháu nữa. Về phát triển kinh tế thì cũng phải có vốn thì mới phát triển được. Đấy, cũng mong muốn là làm cái chuồng lợn cho ông để ông chăn nuôi lợn các thứ, để ví dụ như là khi nào mà được xuất một đàn lợn thì cũng đã có một số khoản tiền là lớn rồi, nhưng mà cháu cũng không có kinh tế để mà làm, cũng không có thêm kinh phí để mà làm cho ông. Đấy, đợt trước ấy thì hầu như là ông thì cũng có duyên với Quý Mạnh Thực Quân đấy, nhưng mà được ngôi nhà thôi. Về sau về phát triển kinh tế hướng đi cho ông thì còn thiếu thốn rất là nhiều. Đấy, trước tiên mà muốn làm cái gì đó phải cũng có chút ít ra nguồn vốn để mới có để mà làm. Đấy, nếu như mà có được thêm kinh phí cho ông thì nếu qua cái thước phim này có được thêm cái kinh phí nào đấy để giúp cho ông được cái chỗ chuồng lợn thì cháu sẽ làm chuồng lợn cho ông. Làm sao để ông có kinh tế tại gia đình. Và bây giờ nhá, đơn giản nhất thôi, nếu như mà có con lợn mà nuôi lợn ấy không có tiền mà mua cám các thứ thì cũng rất là dở hơi thôi, không thể nào mà đủ được đấy, không có thể nào mà lớn được ấy. Cho ăn bằng cây chuối rừng thì cũng chỉ gọi là cầm cự qua ngày thôi các bác. Đây, phía bên này thì hiện tại thì các bác biết rồi, cái chỗ mái tôn mái của đô cũ này, cái trước làm ở chỗ đây là chỗ tôn nấu cám lợn ở đây. Đấy, bây giờ pro thiếu là phải gỡ ra để lập bằng cái mái nhà to bên kia. Trước là đun rau cám lợn ở đây này. Còn phía bên này thì có đàn lợn đấy, đàn lợn bây giờ vẫn đang chẳng biết là đi đâu hết rồi, còn mỗi con mẹ nó ở đây thôi, chắc là đi lên rừng hết rồi quá. Đây, bây giờ chưa có chuồng là vẫn phải buộc ở đây thôi. Đấy, cháu đang tính là ngày trước là làm cái chuồng lợn ở dưới kia kìa, cái chuồng lợn ở dưới kia để ông có chỗ để mà chăn nuôi các thứ dễ dàng hơn ấy. Bây giờ mong muốn là cái không gian của nó phải rộng một chút để nuôi thì nó mới lớn được, và không có cái gì cho ăn thì tất nhiên là nó sẽ không được lớn nhanh rồi. Những cái tấm pro cũ này là cũng lấy ghép lại thôi, một hai miếng nhỏ nhỏ để ghép lại ở cái chỗ cho con lợn ở tạm thời ấy. Cái ngôi nhà thì không chê vào đâu được rồi các bác, cái ngôi nhà quá là đẹp luôn. Cái ngôi nhà thì bây giờ làm cái kho kia xong là gọn gàng các thứ đồ đạc bên trong kia là nó sẽ rất là đẹp.
Thế còn việc phía kinh tế gia đình thì năm nay thì mong rằng là ông lúa các thứ là sẽ giúp cho ông được cái ăn. Trước tiên là phải có đủ cái ăn cái đó. Có lúa thì bây giờ cũng đang sắp chín rồi đấy các bác, bắt đầu ngả ngả vàng rồi. Trong một thời gian ngắn nữa thì chín rồi đấy các bác ạ. Đây, những cái bao cát như này thì cháu trước cháu mua bao về để đựng lại cho nó có cái gọi là giữ lại cái cát làm sao để lấy làm chuồng lợn đấy. Đấy, bây giờ hết kinh tế rồi, hết kinh phí để mà làm, cháu cũng không có tiến hành được các bác. Bản thân cháu đi làm thì cũng chỉ đủ kinh đủ tiền đi lại thôi, những cái tiền tận dụng những cái nguồn tiền của tiền lương của YouTube ấy rất là ít thôi. Một tháng cháu thì cũng được 5-6 triệu thôi đấy, trừ tiền ăn tiền uống tiền xăng đi lại thì cũng hết rồi, cũng chẳng giúp được nhiều người đấy, cũng chỉ hướng về là các bác cùng nhau để giúp đỡ thôi, chứ bản thân cháu cũng không giúp được nhiều, tại vì là ở trên vùng cao chúng cháu rất là nhiều hoàn cảnh, hầu như là đi hoàn cảnh nào cũng rất là bi đát và đau thương đấy, muốn giúp nhưng mà bản thân cháu cũng không có đủ kinh tế, cháu là cầu nối ở giữa để mong sao là truyền tải những cái thước phim này lên về cuộc sống của mọi người, những người nghèo, để các bác cùng nhau ủng hộ thôi, cháu cũng không có nhiều các bác ạ. Nên bây giờ thì chắc là cháu cũng không có đợi được ông gì về rồi, chắc là phải di chuyển là đi về thôi, tại vì bây giờ vào nhà thì ông cũng tối mới về. Công việc của cháu thời gian này cháu cũng đi rất là nhiều, đi vùng lũ ở trên Lào Cai, làng Nủ ấy, nên trên đấy cũng rất là khổ, người dân là nhà cửa không có và người cũng bị chết rất là nhiều. Đấy, nghe đâu đó là mất hơn 60 người bị do vụ sạt lở đấy, cháu lên trên đấy thì cũng giúp được người ta một chút thôi, gọi là cùng nhau để đăng tải những cái thước phim đấy lên để chia sẻ thôi, chứ bản thân cháu cũng chẳng có nhiều, mang đi 5 triệu thì phát cho mỗi nhà là 100-200 nghìn thôi, không có nhiều. Đấy, nếu như mà cùng nhau để giúp đỡ thì mỗi người chia sẻ một chút thì cái lượng khán giả hiện tại của trên kênh của cháu cũng khá là nhiều đấy, cũng hơn 10-20 nghìn. Ví dụ mọi người là chỉ cần bỏ bữa sáng ra thì có thể là mỗi người góp tầm độ 50.000 chẳng hạn. 50.000 thì 100 người thì đã được 5 triệu rồi. Lấy nghìn người đã được 50 triệu rồi. Đấy gọi là mỗi người bớt một bữa sáng thôi đấy các bác. Đấy, tuy rằng là nó không lớn đối với mọi người nhưng mà cái số lượng mà mọi người cùng nhau để góp ấy, nó sẽ là một cái số con số rất là lớn. Đấy, cũng mong rằng là nếu như mà về sau thì cháu sẽ lập một cái quỹ. Nếu như mà có được các bác tài trợ đến thì cháu sẽ để một cái số tài khoản, các bác có thể là gửi trực tiếp vào đấy để cho ủng hộ những cái hoàn cảnh ở trên vùng cao. Đấy, cháu cũng đang muốn là làm như thế để cho nó tiện lợi hơn cho các bác. Ví dụ nhiều người là gọi cho cháu bảo là mong muốn là chuyển tiền nhưng mà bảo là chuyển 100-200 thì ngại ấy, không dám chuyển. Đấy, cháu lại một cái số tài khoản để chuyển vào đấy, thì ví dụ như mọi người chỉ cần không cần gọi cho cháu mà chuyển trực tiếp vào đấy, chỉ cần ghi nội dung chuyển khoản là cho hoàn cảnh nào hoặc là cho vào những cái quỹ để mà đi giúp người nghèo chẳng hạn ấy, thì nó sẽ đơn giản hơn. Đấy, bây giờ thì chắc là cháu cũng di chuyển là đi về thôi các bác. Đây, vừa đi thì vừa nói chuyện với các bác một chút. Thời gian vừa qua thì cũng được ông lấy những cái mặt hàng về để bán như là mật ong ấy, các bác cũng ủng hộ rất là nhiều, như là cái thuốc đau xương khớp của ông gì cũng được mọi người ủng hộ nhiều. Hiện tại thì cháu cũng đang có một chút, nếu như mà các bác có nhu cầu về những cái mặt hàng đặc sản ở trên vùng cao chúng cháu là như là mật ong khoái rừng nguyên chất này, đây miến rong này, rồi rào cổ lam các thứ, nói chung là nhiều mặt hàng lắm, đặc sản ở trên vùng cao chúng cháu là có hết, các bác có nhu cầu thì các bác ủng hộ nhé. Đây cô bác ạ, cái ngôi nhà mà hiện tại thì ông đang làm dở đây, cái chỗ thiếu pro là cái chỗ đằng mái đằng sau này này. Oh, cái chỗ này là cột nhà này, cái cột nhà vẫn còn đang treo lơ lửng này, tại vì là đây bị vướng cái hòn đá to này đấy, bây giờ vẫn còn phải treo thôi. Tới nữa là phải xếp đá từ dưới này lên này, xếp đá để cho nó chạm vào cái dưới chân cột thì mình đựng đồ các thứ thì nó mới chắc được đấy, không biết là có giữ được lâu không, tại vì cái phần gỗ cũng đã mọt hết rồi. Để những cái cây cột các thứ là tận dụng những cây nào mà còn dùng được là cháu với cả ông là để lại để làm, còn những cây nào mà nó xấu quá mục quá thì là cháu sẽ cho ông làm củi rồi. Đây cái phía mà ông có bảo với cháu này, cái mái đằng trên này này
vẫn còn thiếu pro. Cháu ra đây ghi hình cho các bác xem một chút nhé. Đây này, cái phần còn thiếu đây này, nó rơi đâu đó vào hơn chục tấm gì đấy cô bác, hơn chục tấm nó để mà lập. Đây như cái chỗ sạn này là vẫn đang thiếu cây để mà làm cây. Chỗ này là bằng lát vầu ấy, lấy cây vầu về chẻ ra để làm một cái chỗ đựng đồ, chỗ cái sàn này. Bây giờ còn thiếu rất là nhiều ấy, ông rất là vất vả luôn đó các bác. Từ trước đến giờ là một mình nữa, làm cũng không có ai giúp nhiều ấy. Ở xa hàng xóm nữa nên là cũng chẳng có được ai giúp nhiều, cũng chỉ được một mình từ làm lò mọ. Vừa rồi thì thấy thương ông quá thì cháu cũng tự bỏ tiền ra để cho ông thuê người làm và nhanh hơn. Đấy, bây giờ cái phần còn lại ở đây thì thiếu thốn đến đâu thì cháu với cả ông sẽ cân đối lại. Nhưng mà có tiền thì sẽ lập nốt cái chỗ mái đằng này, và phía bên cạnh cái ngôi nhà thì cũng sẽ phải đan và chắn lại cho an toàn. Những cái phần này cũng phải che hết này các bác này. Phần bốn góc là phải che bằng cái lát vầu ấy, lát vầu để che lên. Bây giờ thêm cái kho này nữa thì cái ngôi nhà là quá đẹp luôn đấy các bác. Những cái đồ nào mà không cần thiết thì có thể là bỏ ra đây, đỡ phải chật nhà. Đây cháu với cả ông sẽ làm cho nó chắc chắn và đựng đồ ở đây thì khóa lại, lúc nào cần thì mới mở lấy thôi. Đây cái ngôi nhà này, ông để hơi thưa cây này có chắc ăn không ấy. Nhà ông thì không thiếu gì cây vầu. Cây vầu thì lên trên rừng già trên kia quá là nhiều luôn đấy các bác. Đấy, mùa này là chặt là nó sẽ không bị mọt mấy. Nếu như mà vào mùa măng các thứ là chặt là nó sẽ không được lâu. Ở đây còn được mấy tấm này. Mấy cái tấm này cũng vỡ hết rồi, tận dụng lại ấy, tại vì lâu năm rồi. Vỡ hết rồi này. Còn được một tấm, hai tấm. Có thể là cái này tận dụng được 2-3 tấm gì đấy. Nếu như mà đủ thêm kinh phí thì cháu sẽ mua cho ông thêm ít pro mới để lập nốt. Đây, ở đây bây giờ ngồi ở đây nhìn cái view này của bác này. Đằng trước cái kia là một cái ao cá. Có thể sau này là ngồi ở đây câu cá cũng được này. Vứt cái cần câu xuống cái kia là cá ăn là câu được cá luôn rồi. Cái ao thì nó vướng đá rất là nhiều, nó không được mở rộng ra. Trước cháu với cả anh lái máy anh cũng bảo là bây giờ cũng muốn múc ra để cho ông rộng, nhưng mà cứ kiểu cứ múc đá như này thì cứ đào thì vẫn ra được thôi, nhưng mà mất thời gian. Cái khoảng thời gian mà 2-3 ngày mà đào thì đào một cái ao thì rất là phí cái tiền mà các bác hỗ trợ đến gia đình. Đấy, cỏ các thứ trồng rất là tốt luôn này. Nhà ông thì các bác biết rồi, là một cái view quá là đẹp luôn, không chê vào đâu được. Bây giờ nhà ông là một mình, một thân một mình ở trong cái rừng và một quả đồi luôn ấy, một cái căn nhà mộng giữa rừng luôn, rất là đẹp. Cảm ơn đến cô bác đã tài trợ cho ông gì. Đấy, vì cuộc sống mưu sinh là ông gì là phải tiếp tục đi làm thuê để có cái cuộc sống hàng ngày, có cái ăn cái mặc thôi. Cháu sẽ đi xuống dưới kia ghi hình lại cái dưới gầm nhà. Gầm nhà dưới kia thì trước ấy, từ đầu thiết kế thì không biết là ông thiết kế kiểu gì mà để cái phần dưới kia hơi thấp một chút, đi lại hơi khó. Như là có hai căn nhà liền nhau luôn đấy các bác, một phần kho một phần nhà luôn. Đây, cái cây này không biết là có được chắc nữa không, mọt rất là nhiều rồi này, nhưng cái lỗ mọt thủng rất là to này. Đây, phần này mọt nhiều lắm các bác ạ. Ở đây ông cũng cắt ra để cho nằm trên tảng đá này luôn này. Nằm trên tảng đá này thì chắc chắn, quá là chắc chắn. Cái mái thì cũng không có được dốc lắm, cháu cũng thấy yên tâm cho ông là sợ không bị tốc mái. Cái mái cũ, cái mái nhà mới đợt trước các bác cũng nói rất là nhiều, bảo là làm như này là sẽ dễ bị lật tốc mái. Nhưng mà sau những cái trận cơn bão số 3 đổ bộ vào Việt Nam mình ấy thì là cũng không bị ảnh hưởng, thì cháu cũng là yên tâm rồi, sợ nhất là bị bay mái các thứ rồi.
Rất là tiếc cô bác ạ, không có đợi được ông gì về rồi. Bây giờ thì cháu di chuyển là đi về thôi cô bác. Cũng mong muốn là đến đây để cùng ông gì là xem xét một số cái công việc. Ví dụ như là ra đây để phát quanh ruộng các thứ để mà chuẩn bị là cho nó quăng cái chỗ ao ấy. Ông cũng không có ở nhà, tại vì ông bận quá cô bác ạ. Đôi lúc thì bản thân chúng cháu đến đây thì cũng chỉ giúp được một chút thôi, cũng không giúp được nhiều. Còn lúc nào mà chúng cháu có đến đây mà cần thiết làm cái gì là chúng cháu sẽ động tay động chân vào để làm cho giúp ông được phần nào ấy. Hôm nay ông lên thì không có gặp ông, thì hẹn với các bác dịp sau cháu sẽ ghi hình lại cái cuộc sống của hai ông cháu cho các bác cùng nắm được nhé. Bây giờ thì xin mời các bác đồng hành cháu đi về. Cái đoạn đường mà đi về thì các bác biết rồi, sau những cái trận mưa báo to ấy thì cái chỗ đường là hỏng hết rồi. Bây giờ đường toàn nhô phần cái đá lên thôi, đá nhô lên thôi, không còn đi xe máy đi xuống nhà ông được. Lần trước là mới đầu ấy, khi mà đào xong đường và đào cái nền đấy, ô tô còn chở vật liệu từ trên kia xuống đến đây để làm nhà cho ông cơ. Nhưng mà thời gian này thì nhà không thể nào mà xe máy đi xuống được rồi, chúng cháu phải để xe ở trên kia và đi đi bộ xuống thôi, không thể đi nào mà xe máy được. Nếu như mà có làm được cái lối nhỏ nhỏ mà làm đổ bê tông xuống ấy thì nhà ông có thể là mang xe từ nhà chứ cứ cố mời các bạn. Nếu để đào xong một thời gian nhưng lại mưa gió các thứ này ảnh hưởng đến cái cung đường di chuyển là không thể nào mà sửa được mái được các bác ạ. Đấy bây giờ cái chỗ phần này này, phải lấy cái ống nước để dẫn nước vào thả chỗ ao để nước nó lúc nào cũng sạch ấy, là không bị bẩn nước. Nhà ông ở đây thì nếu như mà có nhiều kinh tế mà làm các thứ ấy, cháu thấy là nuôi cá tầm quá là hợp lý. Tại vì là ông ở đây nước thứ nhất là đầu nguồn ấy mát đấy, nước rất là mát. Thường là ở đâu có nước mát, nước không nóng ấy và nước sạch thì người ta hay nuôi cá tầm nhiều lắm các bác. Rồi cháu lên Lào Cai là có mấy khu là người ta nuôi cá tầm rất là nhiều luôn. Thấy kinh tế người ta nuôi cá tầm ấy rất là lợi nhuận rất là cao. Suối này bây giờ đường hỏng hết rồi này, bây giờ là không tài nào mà lấy xe máy vào đây được, chỉ còn sửa thôi. Sửa thì nước sửa như này là sửa một thời gian nước nó là vào, nước là mưa to nước là lớn, nó hết cái phần đất thì chuyển thành những cái con đá như đây đi lại khó thì có bảo là mang xe máy xuống đi. Quanh năm mà nước cứ nhiều như vậy là tăng kinh tế cho ông nuôi cá tầm thì có thể là nuôi được rất là nhiều luôn. Thế vào mùa tháng 3, tháng 4 là nước ít ấy, nước nó cũng không được nhiều như này đâu, chắc bằng một nửa cái này. Nếu mà nuôi ít thì may ra được. Thôi bây giờ là không gặp ông gì hơi tiếc các bác ạ, muốn ghi hình cho các bác cùng nắm được nhưng mà không có gặp ông gì. Chắc là cháu cũng xin phép là di chuyển là đi về các bác nhé. Hẹn các bác lúc phim sau thì cháu sẽ ghi hình lại cho các bác cùng nắm được về cuộc sống của hai ông cháu. Và bây giờ thì nội dung chiếc phim đến đây cũng khá là dài rồi. Cháu cũng xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bác ở những video tiếp theo trên kênh Minh Cương TV. Xin chào các bác.